Ta lấy kinh thánh cho chúng ta cùng học lời Chúa. Chiếu dùng trên màn hình của tôi. Matthew đoạn 7, chúng ta xem từ câu 7 đến câu số 12. Xem Matthew đoạn 7, xem từ câu 7. Lời hứa của Chúa là đúng, chúng ta phải ở trong Chúa và trong lời của Ngài, lời của Ngài ở
ở trong chúng ta, thì những điều chúng ta cầu xin mới được. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải trở nên trọn vẹn thì mới được Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Vì không ai trong chúng ta đủ trọn vẹn để được sự nhận lời hết. Chúng ta được Chúa nhận lời vì chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus nói với các môn đồ rằng khi các người nhân danh ta cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho. Chúa Jesus không bảo chúng ta giới hạn nhỉ, không giới hạn những lời cầu nguyện. Cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho. Ông bà chị em ơi, thế là từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, tất cả mọi cái từ A đến Z chúng ta đều có thể chịu được một thứ hết. Này mà tôi mới tin Chúa thì tôi nghĩ là chắc là những lớn thì mình đi cầu nguyện với Chúa, chứ còn những cái việc nhỏ nhỏ thì chắc nhiều phải cần. Ví dụ như là bị đau ôm phải nằm viện thì phải là mình cầu nguyện với Chúa, chứ còn hơi sốt thì chắc là mình không cần phải cầu nguyện với Chúa. Vì mình nghĩ rằng nó nhỏ quá, mình chỉ cần uống cái viên thuốc là đã được lành rồi, thì không cần phải phiền đến Chúa làm gì. Nhưng thực ra không phải như vậy. Dù cho chúng ta có uống viên thuốc chăng nữa thì chúng ta trước khi uống chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa khiến cho viên thuốc này có tác động trên cơ thể của chúng ta và trên cơ thể. Chúng ta không cần phải chờ đến khi nào mà chúng ta bệnh thật nặng, lúc đấy chúng ta mới cầu nguyện với Chúa không? Cầu nguyện với Chúa từ cả trong những cái việc nhỏ nhặt trong đời sống nữa. Các bạn trẻ em, chúng ta buổi sáng chúng ta thức dậy, nhiều người chúng ta là nội trợ. Quý vị đi ra chợ để mua đồ, nhưng mà quý vị có nghĩ là có cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin Chúa ban cho con mua đúng cái đồ ngon, đồ tốt, đồ rẻ. Đôi khi chúng ta nghĩ cái chuyện đấy là nhỏ quá, khỏi thì phải cầu nguyện làm cái gì? Quá là nhỏ đó, đứng tại có tiền như thế mà mua đi làm sao, phải hỏi với Chúa này, Chúa ban cho con đồ ngon, đồ tốt, đồ rẻ. Thưa bà anh chị em, là rất là nhiều hàng bán ở chợ là không tốt. Cũng là một con cá thôi, cũng là một con cá rô phi thôi, nhưng quý vị mua con cá rô phi người ta bắt ở những cái chỗ mà nó bị ô nhiễm, người ta bán ở chợ. Với một con cá người ta bắt ở cái chỗ mà nó nước nó sạch, người ta bán ở chợ. Nhưng chúng ta đâu có biết con nào là con được nuôi ở vùng đất ô nhiễm hay là nuôi sạch đâu. Nhưng mà Chúa thì biết. Nên lại Chúa, ngày nay bây giờ con đi chợ, con chuẩn bị đi chợ, xin Chúa cho con mua đúng cái đồ nào mà nó tốt, nó ngon cho cơ thể của con. Thì quý vị không nhìn thấy ai là người nuôi cá mà cũng không nhìn thấy người bắt cá, nhưng mà Chúa biết con cá đấy nuôi ở đâu và Chúa nó bắt, biết là nó được bắt lúc nào và chỗ nào. Amen. Chúa của chúng ta rất là chi tiết, ông bà anh chị em, mà cơ thể của chúng ta lại cảm thấy đồ tốt rồi. Thế tại sao chúng ta mua những cái loại thuốc gọi là cái gì, thực phẩm chức năng nào để thanh lọc cơ thể? Bây giờ nếu mà mình có đồ ăn tốt thì chắc là mình không cần phải lấy nhiều nữa. Nhưng mà Chúa sẽ biết được cái đồ tốt ở đâu. Ta cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, ngày hôm nay bây giờ con chuẩn bị đi chợ, xin Chúa cho con biết được mua ở đâu và mua như thế này. Bà chị em ơi, Chúa không cảm thấy phiền khi mà chúng ta cầu nguyện Chúa cho những điều nhỏ nhỏ đấy đâu. Và tôi nghĩ rằng là Chúa rất là vui vì chúng ta đang tôn vinh Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta lệ thuộc vào Chúa từ trong cái việc nhỏ đấy, những chi tiết nhỏ, đấy là chúng ta đang tôn vinh Chúa. Và trong một ngày nào đó lên thiên đàng, Chúa sẽ cho chúng ta xem lại hôm đấy mà con đi sớm một tí là con phải mua cái con cá nó lớn hơn để cái chỗ nước mình. Nhưng mà đã cho con bị kẹp đường để con không mua phải con cá đấy, mà con phải mua con cá của nước sạch. Khi chúng ta được lên thiên đàng, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi cái đều tinh tường và rõ ràng, mọi cái đều rất là chi tiết. Thưa ông bà chị em, Chúa của chúng ta, Chúa nói rằng bất cứ điều gì mà chúng ta cầu xin nhân danh Ngài thì Đức Chúa Cha sẽ làm cho. Nên chưa nói đến những cái việc lớn hơn là đến việc xây dựng gia đình, lấy vợ, lấy chồng. Đấy là những cái việc lớn, làm ăn buôn bán chúng ta nghĩ việc lớn, xây nhà chúng ta nghĩ việc lớn, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nhưng có nhiều những cái chi tiết nhỏ chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tôi sắp có con và tôi cầu nguyện suốt từ ngày có bầu đến giờ,
là xin Chúa cho biết là tên của con sẽ là gì. Họ thì không cần phải xin, nhưng mà tên cần xin. Đến khi tôi có tên rồi nên này, này vợ tôi hỏi anh ấy thích tên đẹp là gì, tên này được không, tên kia được không, không, không có tên nào được, nếu Chúa chưa bảo không có tên nào được. Lắng nghe tiếng Chúa, thì Chúa cho mình đứa con, Chúa cho mình tên của đứa con đấy, và Chúa mình cho tên gọi mà Chúa cho tên đẹp. Nhưng cái đấy nhiều khi chúng ta nghĩ là nhỏ quá, đâu có cần phải để ý là cái gì đặt tên nào chả được, tên nào mình thích chả được. Chúa của chúng ta là đấng toàn vẹn. Chúa Giêsu sinh ra được thiên sứ đặt tên, Giăng Báp-tít sinh ra được thiên sứ đặt tên, và con của chúng ta sinh ra, tôi muốn con chúng ta phải lấy tên đến từ Chúa. Amen. Abraham sinh đứa con cũng được đặt tên thiên sứ, tên là Isaac. Mọi cái trong cuộc đời của chúng ta, từ cái nhỏ cái lớn, chúng ta đều có thể cầu nguyện với Chúa được. Và Chúa vui lòng để nghe những chi tiết nhỏ đó, phải anh chị em ơi. Chúa rất vui lòng để nghe những chi tiết nhỏ trong đời sống của chúng ta. Vấn đề là khi cầu nguyện xong thì tai mình có nghe được không? Và mình có để tâm hay không? Tức là Kinh Thánh có một cái, một số cái tên trong Kinh Thánh tôi cảm rất thích. Tôi nghĩ hay là đặt tên cho con trai mình là thế nhỉ? Nhưng mà sau đó không thấy Chúa nói gì, mà đấy là chỉ là sở thích của mình thôi. Nếu mà Chúa mà chưa thích mà con thích, không theo con, không theo ý thích của con, mà con đền sao? Chờ đến bao giờ Chúa phán thì thôi. Phán tức sao? Chúa phán, Chúa bày tỏ. Mọi bước đi trong đời sống của chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta cần đưa ra những quyết định, dù nó là to, dù nó là nhỏ, chúng ta chỉ đưa cho Chúa trước. Cái người khôn ngoan không phải là người có cái đầu và có cái kinh nghiệm. Người khôn ngoan là người biết nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì cái trí khôn của chúng ta, cái kinh nghiệm của chúng ta nó giới hạn thôi, nó không thể áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh được. Có khi cũng kinh nghiệm đấy mình áp dụng cho cái hoàn cảnh này thì được, đúng. Nhưng mà áp dụng cho hoàn cảnh khác thì lại thất bại. Nói chung là không có cái trí khôn, không có kinh nghiệm, không có sách vở nào mà có thể gọi là đáp ứng cho tất cả mọi vấn đề của cuộc sống được đấy. Cho nên người khôn là người biết nương dựa vào nơi Chúa. Từ trong việc lớn, trong việc nhỏ, từ những cái điều rất là tiểu tiết trong đời sống. Ông bà cha muốn sửa nhà đó, hãy hỏi Chúa, lại Chúa, đấy là ý điều con, ý của Chúa thế nào? Chúa cũng muốn cho con sửa nhà, con muốn bán nhà để đi nơi khác ở, lại Chúa, bây giờ Chúa cũng muốn cho con bán nhà đi nơi khác ở ấy. Và nếu mà Chúa muốn thì Chúa xác nhận điều đấy cho con bằng cách nào đó để con biết rằng là Ngài muốn cho con chuyển chỗ. Chúa sẽ trả lời cho chúng ta, Chúa sẽ dẫn chúng ta rất là chi tiết trong đời sống. Tôi chia sẻ với bạn trẻ là trước khi tôi đi ngủ, tôi hay cầu nguyện là Chúa xin Chúa dạy dỗ con trong giấc ngủ. Chúa dạy con trong giấc ngủ. Và tôi để ý, có những hôm tôi thức dậy mà tôi cứ nghĩ mãi cái giấc mơ, Chúa dạy nó chi tiết quá. Chúa dạy cái ví nên để tiền như thế nào. Chúa dạy chi tiết, Chúa dạy cả cái ví nên để tiền như thế nào. Lần khác Chúa dạy tôi có một cái giấc mơ, Chúa dạy tôi những cái rất bình thường của cuộc sống này. Chúa dạy trong giấc mơ, và tôi sau khi tôi thức dậy tôi bảo đúng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy bỏ cửa thì cửa sẽ mở cho. Chúa của chúng ta rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Ông bà cha tôi có một số người bán hàng, có hai bác đi bán hàng. Chúng ta bán hàng, chúng ta có thể cầu xin Chúa được không? Lạy Chúa, chúng ta là con mua được cái nguồn hàng tốt và Chúa đưa khách hàng đến cho con. Cái hôm nào mà bán ế thì lại hỏi Chúa, Chúa ơi, sao hôm nay con lại bán ế thế nhỉ? Đừng có phía.
người ngoại đạo họ mới đốt viếng, vì đốt viếng họ nghĩ rằng là để cho nó may mắn, nhưng mà không, để đuổi những cái xấu đi để may mắn lên, không phải đâu. Khi chúng ta đốt viếng là tà ma nó sẽ theo, chúng ta đốt viếng là ma quỷ nó sẽ theo chúng ta. Chúng ta đừng làm những cái việc như thế. Khi nào bạn ấy, Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? À, để lúc đấy thì lại nghe Chúa nói, em con hãy cảm tạ ta vì con bán đế đi. Em cảm ơn Chúa vì hôm nay con bán đế thì Chúa nghe này, chúng ta cảm tạ Chúa trong lúc bán đế. Cảm ơn Chúa tuyệt vời. Chúa sẽ rất vui lòng khi mà chúng ta cảm ơn Chúa trong lúc bán đế. Vì ngày mai chúng ta sẽ bán đặt. Khi mà chúng ta cảm tạ Chúa trong những lúc ấy đấy. Amen. Vì cái chúng ta phải biết cảm tạ Chúa trong cả phận cảnh, những tình cảnh ấy. Lúc mà bạn thấy như thế mà mình kêu ca phản nàn thì chúng ta chưa học được bài học. Chúa dạy chúng ta là cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh mà. Thì trong lúc bạn thấy thì Chúa cũng dạy chúng ta biết cảm tạ ơn Ngài và biết tin cậy nơi Ngài. Rồi thế thì nhảy tưởng rằng cầu nguyện xong hôm sau bán đặt, ai dè đâu lại bán thế tiếp. Thế xong lại cảm tạ Chúa lần này thì sao? Mình có cảm tạ Chúa hơn không? Có vui mừng, có phấn chấn hơn không? Hay là chỉ cảm tạ có một câu thôi, hôm qua thì cảm tạ ba câu, hôm nay còn có một câu? Mình nghĩ rằng đến ngày hôm sau thì cảm tạ Chúa, nhưng hôm sau nó phải đắt. Ai dè đâu đến ngày ba lại bán thế tiếp. Thế con cảm tạ Chúa hay không? Còn cầu xin Chúa hay không? Ông bà anh chị em ơi, đôi khi đúng vậy, đôi khi Chúa thử chúng ta, Chúa thử thách chúng ta. Chúa thử thách chúng ta. Tôi đã kể cho ông bà anh chị em một cái câu chuyện rất hay ở trong cái cuốn sách Những người hạnh phúc nhất trần gian ấy. Ai chưa đọc nên đọc. Ông tác giả của cuốn sách ấy, ông là một doanh nhân và ông có trang trại bò. Trang trại bò rất là giàu có, rất là thịnh vượng, và nhờ cái trang trại bò đấy mà ông ấy tài trợ cho bao nhiêu chương trình truyền giảng chữa lành, các cái chương trình truyền giảng và tài trợ cho rất là nhiều và các chương trình để cứu người. Thế còn ngày kia thì ông ấy đầu tư vào một cái gọi là xưởng, xây một cái xưởng để sản xuất thức ăn, cung cấp thức ăn cho gia súc. Và khi ông đầu tư vào đấy thì ông ấy nhìn cơ hội, mọi cái đều rất là có cái tiềm năng đấy. Ai dè đâu sau chiến tranh thế giới thứ hai thì giá thức ăn gia súc thụt giảm. Ông bảo có ngày mở mắt ra mất mấy chục vụ, cứ mở mắt ra mấy người đều lại cứ mong đợi, cứ cầu nguyện mong đợi để nó tăng giá. Mà ông là người rất tin kính Chúa, không phải là ông là người có phạm tội gì xấu xa hay là có cái gì đó không đúng đắn trước mặt Chúa, rất là tuyệt vời, nhưng mà làm ăn lại thất bại trong cái đấy. Thế rồi ông phải cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, tại sao mà lại làm thất bại như thế? Ông bố của ông ấy thì muốn là bán cái sở này đi, nhưng mà ông còn thì chưa buồn. Ông cứ cầu nguyện nhưng mà không thấy chú đáp lời, không thấy tốt lên gì cả, mà cứ càng ngày càng lụt bại đi. Thế rồi ông ấy nói với Chúa là nếu mà Chúa muốn cho con bán, con sẽ bán với giá từ đề tiền, tôi không nhớ số lượng tiền chính xác bao nhiêu. Thế là tự nhiên có một người ở trong cũng là con cái Chúa bắt đầu mới bảo em bán cho tôi đi, hôm nay ông không bán. Anh bán cho tôi đi mà không bán, thế mà hôm nay ông hết ngày này kia ông cả bán cho ông ấy. Và ông này cũng đi nặng đi, kỳ lạ, ông này làm sao mình xưởng của mình càng ngày càng thua lỗ, mỗi ngày mất bao nhiêu tiền mà ông cứ gạ mua, ông biết là mua làm gì. Quý vị biết sao không? Sau đó ông ấy nói cái đồng tiền, bây giờ tôi sẽ đồng ý bán với từng đề tiền, tôi không nhớ chính xác bao nhiêu, thì tôi mới bán với anh. Ông kia mà không, tôi không mua với giá tiền đấy, tôi chỉ mua với một nửa số tiền này thôi. Thế rồi ông đánh về nhà. Đến hôm sau
ông nghe cái cuộc điện thoại reng 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 reng, gọi anh kia đến, anh đến đây, đến gặp tôi ngay. Tôi quyết định mua cái sở của anh. Thế rồi ông nào đến khi mua xong rồi, tại sao anh mua cái sở của tôi? Ông nói rằng ngày hôm qua Chúa nói với tôi là tôi phải mua cái sở của anh đúng như giá mà anh đưa ra. Tôi chỉ mua một nửa thôi, nhưng mà hôm qua Chúa nói với tôi rằng tôi phải mua đúng cái giá mà anh đưa ra. Và sau khi cái sở đấy được chuyển cho cái người chủ mới thì Chúa lại làm cho cái sở đấy trở nên thịnh vượng. Không phải anh chị em thấy không? Đôi khi chúng ta làm ăn thất bại, có khi đến đây ý Chúa, không phải hoàn toàn là mọi cái đều là ý Chúa, nhưng mà cũng có khi thất bại đấy là ý Chúa. Để làm gì? Chúa không muốn cho cái người này tập trung vào công việc này mà sao lãng đi cái việc chính của mình, mà Chúa lại biết rằng cái người mà quản lý tốt không phải là người này mà cái người khác, cho Chúa để cho anh ta ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Và đấy là một câu chuyện khi mà tôi đọc xong cái lời làm chứng của ông ấy trong cái cuốn sách như thế, chuyện là tôi đọc tôi phấn chấn. Tuyệt vời, Chúa của chúng ta tuyệt vời. Chúa luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta đấy. Tất cả mọi cái trong đời sống của chúng ta, Chúa đang lắng nghe. Chúa đang lắng nghe. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ giữ trong lòng, chúng ta phải nói ra, phải nói, phải xin. Vì Chúa Giêsu nói rằng, Giacôbê nói rằng, anh em không được chi vì không cầu xin mà. Thế là một của chúng ta luôn cứ đọc hết tên người này người kia, cầu nguyện cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, cho chị, cho con, cho cháu, cho mục sư, cho ông này, cho bà kia, cho những nhà cầm quyền đất nước, từ hết người này đến người kia. Chúng ta cầu nguyện người nào thì Chúa sẽ làm việc. Chúng ta cầu nguyện cho vấn đề gì thì Chúa sẽ làm việc trên vấn đề đó. Còn chúng ta không làm thì không cầu nguyện, Chúa không thể làm được. Cái vấn đề không phải là Chúa không muốn làm mà Chúa không thể làm. Nếu chúng ta không cầu nguyện và cầu xin. Kinh Thánh nói là lời chưa ra khỏi miệng thì ta đã biết hết rồi. Mặc dù là Chúa biết hết những cái gì suy nghĩ chúng ta, Chúa biết nhu cầu của chúng ta, nhưng mà không cầu xin thì vẫn không được. Cái việc chúng ta cầu xin nó rất quan trọng. Chúng ta phải khai phóng cái nhu cầu của chúng ta bằng âm thanh nghe được bằng tai. Thì này, chú ý rồi này, tôi đọc lại nhé. Chúng ta phải khai phóng cái nhu cầu của chúng ta bằng âm thanh nghe được bằng tai. Đó là sự vận hành của thế giới thuộc linh. Thiên sứ chỉ có thể hành động để đem những cái lời đáp lời của Chúa cho chúng ta khi chúng ta mở miệng ra để yêu cầu. Thế nào là xin? Xin không thể là ở trong lòng, không thể gọi là xin được. Phải mở miệng ra nó. Hãy xin thì mới được, hãy tìm thì mới gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Chúng ta thấy là cả ba cái động từ này, cả cái bàn ba hành động này đều liên quan nhau. Xin thì dùng đến miệng, tìm thì dùng đến mắt, đến chân, nhưng mà gõ cửa thì dùng đến tay. Và những người đi đến với Chúa cầu xin Chúa phải rất là nỗ lực trong sự cầu nguyện. Tức là ngày nay chúng ta cầu nguyện một lần chưa nhận được, chưa được nhận vào, cầu không biết. Sau một tháng chưa được nhận lời không? Cầu nguyện tiếp. Sau một năm chưa được nhận lời sao? Cầu nguyện tiếp. Sau 10 năm chưa được nhận lời sao? Cầu nguyện tiếp. Cầu nguyện cho đến khi nào được nhận thì thôi. Trong sách Luca 18 câu 1 đến câu 8 chúng ta xem câu chuyện này. Thiên chỉ chiếu Luca 18 câu 1 đến câu số 8. Chúa Giêsu kể về cái câu chuyện của người đàn bà quá để dạy cho các môn đồ phải kiên trì cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ xem Luca 18 câu 1 đến câu số 8. Bây giờ Ngài kể cho họ một vụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đứng làm chi. Ngài nói trong thành kia có một quan tòa không kinh sợ Đức Chúa Trời và cũng không kinh nể người nào. Trong thành đó có một người quả phụ
Bà đó cứ đến kêu này với quan tòa: xin ngài thực thi công lý cho tôi đối với kẻ nghịch tôi. Quan án ấy từ chối đã lâu, nhưng cuối cùng ông tự nhủ: dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời và không vin nể người nào, nhưng vì bà quá này cứ đến quấy rầy ta, ta sẽ phải thực thi công lý cho bà ấy, kẻo bà ấy cứ đến mãi làm mệt mỏi ta. Đoạn chúng nói tiếp: hãy nghe lời quan tòa bất công ấy. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời không thi hành công lý cho những người được chọn và những người ngày đêm kêu cầu ngài mà chậm trễ đến cứu họ hay sao? Ta nói với các người, ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi con người là ta đấy, Chúa Giêsu tự gọi mình là con người, khi ta đến thì ta sẽ thấy Đức đi ở trên mặt đất ngay sau. Đấy, Chúa Giêsu dạy về sự cầu nguyện như vậy. Chứ là chờ Chúa đến bao lâu không bà anh chị ạ? Người ta chờ Chúa đến bao lâu không ạ? Người ta chờ từ 2000 năm trước đây, người ta đã chờ đợi Chúa tái lâm được. Thế mà thế hệ này qua đi, thế hệ kia qua đi mà Chúa chưa tái lâm. Đến bây giờ chúng ta cũng vẫn đang chờ Chúa tái lâm. Có vẻ lâu không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu nói là, thế là nếu mà ngày ta đến thì liệu ta, con người có còn đức tin hay không? Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta cầu nguyện thì chờ đợi lâu đấy. Chờ đợi lâu rồi chúng ta có còn đức tin để chờ đợi nữa hay không? Rồi bây giờ tôi hỏi các bạn trẻ, bao nhiêu cái lời cầu nguyện chúng ta sau một thời gian cầu nguyện mà không được nhận, bây giờ mình không cầu nguyện nữa? Trong số 100% đi, những cái lời cầu nguyện của chúng ta, thì bao nhiêu phần trăm trong những lời cầu nguyện trong đó bây giờ là chúng ta không cầu nguyện nữa, vì chỉ vì đơn giản là chẳng mãi không thấy đâu, cầu nguyện mãi không thấy Chúa nhận, là thế thôi, không cầu nguyện nữa, coi như là buông tay. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện thì chúng ta sẽ được nhận. Vì Chúa Giêsu lấy cái hình ảnh của người đàn bà quá để đến kiện cáo, là dù cho cái ông quan án này không có công bình, không có kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà để tránh làm phiền thì ông cũng phải giải quyết cái bài cho nó xong để đỡ làm phiền đến ông ấy. Thì Chúa không phải là giống như cái vị quan này, mà Chúa lấy cái hình ảnh đấy để ví sánh rằng là con người mà như thế thì huống chi như là Chúa. Ngày đêm chúng ta cứ xéo vào tay Chúa, lạy Chúa xin thương con, lạy Chúa xin giải quyết cho con, lạy Chúa người này kia họ lấy tiền của con, xin Chúa ngày cảm động lòng họ để gửi lại cho con. Chúng ta cầu nguyện lạy Chúa con của con nó đang hư đốn, lạy Chúa xin Chúa thương xót và Chúa cảm động lòng con của con để con của con nó được thay đổi, để ăn năn quay trở về với Chúa, được không? Chúng ta kiên trì cầu nguyện ngày, cầu nguyện đêm. Trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 7 đến câu 18 nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, để cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong vòng 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện trở lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Cái này nói gì về Eli? Eli là người yếu đuối như ai? Như chúng ta, không có gì hơn chúng ta hết. Nhưng mà khi dân Israel phạm tội thì ông cầu nguyện, lạy Chúa xin đóng trời lại. Đóng trở lại thì trời đã đóng trong vòng 3 năm dưới không có mưa. Anh chị em ơi, liệu chúng ta có đức tin để cầu nguyện như thế không? Cầu nguyện cho trời mưa. Nhưng mà Eli không khác gì chúng ta. Chúng ta tưởng tiên tri Eli là người mạnh mẽ, là tiên tri thì là có sức mạnh rất lớn lao. Nhưng mà kinh này nói Eli vốn như yếu đuối như chúng ta mà, cũng như chúng ta thôi. Nhưng mà khi ông cố xin, ngoài trẻ chúng ta hiểu cái từ cố xin là gì? Tức là Chúa trình cho Chúa một lần này, chưa đọc vào, xin thêm lần nữa. Lần nữa chỉ được cầu nguyện thêm lần nữa, lần nữa chỉ được cầu nguyện thêm lần nữa. Và ông kiên trì cầu nguyện cho tới khi mà lời cầu nguyện ông được nhận lời, và lời cầu nguyện đã được nhận. Trời mưa trong vòng 3 năm rưỡi ông bạn trẻ. Và sau đó thì sao? Khi trong cầu nguyện trở lại thì trời bèn mưa rất sinh sản. Đó, lời cầu nguyện của những người công bình rất tuyệt nghiệp. Chúng ta cũng là những người công bình. Chúng ta được chuộc mua bởi đức của Chúa Jesus Christ, chúng ta là người công bình trước Chúa.
Còn đương nhiên khi chúng ta có tội thì chúng ta phải ăn năn. Chứ Chúa không dạy là cứ cầu xin lời sống thế nào cũng được, vẫn đi ăn trộm ăn cắp, vẫn đi làm những chuyện đăng nhang bậy bạ mà về lại cầu xin. Không, Chúa không dạy chúng ta điều đó. Khi chúng ta đến với Chúa để cầu xin, đương nhiên chúng ta phải làm thanh sạch lời cầu nguyện của mình bằng một cái lối sống thanh sạch rồi. Không thể nào vừa cầu xin với Chúa đi ra ngoài để chửi nhau đi, chửi bậy, đi nói dối xong rồi về lại cầu xin đi. Xin thưa cái cầu nguyện đấy không thể được nhận. Người lời công của người công bình thì sẽ được linh nghiệm. Đó là phần của chúng ta, là chúng ta phải thánh hóa cái miệng, thánh hóa cái đời sống của mình để cái lời cầu nguyện của chúng ta nó mới được nhận. Có bài chia này, Kinh Thánh mô tả lời cầu nguyện của chúng ta như gì? Như khói hương, khói hương. Nhưng mà nếu như ngôn ngữ của chúng ta nói dối nói vậy thì nói dối nói vậy và ngồi lê đôi mách, có một nhiều người ngồi lê đôi mách thì cũng ngồi nói chuyện này người thứ ba hết chuyện này chuyện khác. Phụ nữ cũng có, đàn ông có, phụ nữ thì nhiều hơn. Nếu mà chúng ta miệng của chúng ta thích ngồi lê đôi mách, thích nói xấu hay là thích nói vậy thì tôi nghĩ rằng là khói hương không thể thấu đến ngôi của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không phải là mùi hương thơm mà mùi thối. Cái để chúng ta được Chúa nhận lời, phần của chúng ta là để giữ mình thanh sạch trước mặt Chúa. Rồi sau đó chúng ta cứ tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện cho đến khi nào nhận được thì thôi. Amen. Ngày tôi mới tin Chúa, thì tôi biết đến đất nước Israel. Biết đến nước Israel là băng thánh, chứ mình đâu có biết Israel là gì. Sinh ra ở đây thời kỳ ngày xưa internet còn không có, nên bây giờ đâu có biết Israel là cái gì. Tất cả cái gì mình biết chỉ là kinh thánh thôi, mình vẽ thôi, nghe một sư giảng mình chỉ biết mà thôi. Mình đọc kinh thánh mình nói đến Israel, mình được đi đến đất Israel thích nhỉ, thú vị nhỉ. Đó. Rồi khi mà dần cái mong ước nó sẽ nó càng rõ hơn là cái cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa xin Chúa cho con đi Israel. Và tôi nghĩ điều này khó, lấy đâu hơn tiền để đi Israel. Đó. Sau đó thì có một người hứa tôi là sẽ cho tôi đi Israel. Tôi cũng trông mong vào lời hứa đấy. Thường bạn chị em trông mong một bất cứ con người nào được thất vọng, chỉ có trông mong một Đức Giê-hô-va thì mới không thất vọng. Amen. Amen. Tôi đến thời điểm Chú ban cho tôi để đi Israel, và Chú làm thành cái điều, cái lời mà tôi đã cầu nguyện với Chúa nhiều lần. Xin Chúa ban cho con có cơ hội để đi Israel. Và Chúa đã ban cho tôi cơ hội để đi Israel. Chúa ban cho tôi tiền để đi, không phải trông mong vào bất cứ ông A và B nữa. Chúa là đấng giàu có. Khi chúng ta cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Tôi chia sẻ với bạn anh chị em. Và trước làm sao tôi nghĩ tôi dám mơ ước là mình có thể đi đảo Hawaii. Đảo Hawaii là đảo mơ ước của những người giàu. Mà nó ở đến Mỹ, xin visa đi Mỹ đó là chuyện khó rồi. Mà lại còn tiền đi đến đấy là rất là nhiều tiền nữa. Thế thì lại thoát ra khỏi miệng. Đã lỡ thoát ra khỏi miệng, Chúa không thể từ chối được. Vì đã lỡ thoát ra khỏi miệng mình rồi, Chúa không thể từ chối được. Và rồi Chúa đã cho tôi đi. Đấy là điều kỳ diệu của Chúa. Chúa của chúng ta làm việc ban cho, không lệ thuộc vào túi tiền của chúng ta. Nếu chúng ta cứ nhìn vào cái túi tiền của mình để nghĩ rằng nếu mà Chúa ban cho thì nó phải từ túi tiền của mình ra, thì chúng ta giới hạn Chúa quá. Không, làm sao mình lại giới hạn Chúa như vậy? Cả trái đất này là của Chúa, mà đất này, các nước thế gian thuộc về Chúa, vàng bạc và của Chúa, mọi sự đều của Chúa hết mà. Tại sao chúng ta lại phải giới hạn Chúa? Chúa ban cho cái gì nó phải lên từ túi tiền của chúng ta? Không. Chúa Giêsu nói rằng bất cứ điều gì các con nhân danh ta mà cầu xin thì ta sẽ làm cho.
Cho nên chúng ta cứ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con trai của con, cứu con dâu của con, cứu con gái của con, cứu con rể của con, cứu cháu của con. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho con của con, xin Chúa ban cho nó sự nhận thức. Và rồi đến đúng thời điểm, lời cầu nguyện đủ sẽ được sự thành toàn. Amen. Amen. Tôi muốn chia sẻ lại thêm một cái câu chuyện nữa về sự cầu nguyện. Khi đời Thiên Chúa đến đất nước Kenya để tổ chức buổi cầu nguyện chữa lành trong cái điều cho đất nước ở đại đó, thì có rất nhiều phép lạ xảy ra. Đây là câu chuyện tôi đã kể cho một tháng rồi, nên tôi muốn kể lại để chúng ta thấy về sự kiên trì trong sự cầu nguyện. Thì có một mình cấp ba là bà bị mù, bà đến để cầu nguyện chữa lành. Thì khi ông ấy đặt tay cầu nguyện thì bà té ngã, xong bà đứng dậy, bà vẫn mù. Hôm sau bà lại đến và ông đặt tay cầu nguyện, bà lại té ngã ra. Té ngã xong rồi lại vẫn mù như bình thường, không có gì thế rồi. Nhưng mà bà rất kiên trì nhé. Ông đã tổ chức bao nhiêu ngày là bà ấy đến hết từng đấy ngày, bà kiên trì và cầu nguyện và xin ông ấy đặt tay. Quý vị biết không? Rồi để tôi chưa về khách sạn ông ấy hỏi chú. À, trước khi mà ông ấy hỏi Chúa thì ông ấy đặt tay để đặt tổng cộng là đến bảy lần, và đến lần thứ bảy thì bà mới được chữa lành, mắt lại mở ra. Thế là ông này hỏi Chúa là: Chúa ơi, tại sao bà này lại lần nào cầu nguyện bà té ngã nó xỉu hơn thế mà bà được lại đến lần thứ bảy bà được lại? Lúc đấy chú mới mở mắt cho ông ấy nhìn thấy bà ấy bị một cái loại tà linh phá vào. Và cái tà linh nó giống như con bạch tuộc, nó có bảy cái vòi. Và khi mà ông ấy đặt tay một lần trên bà ấy, bà ấy té, lúc mà té ngã là một, đấy là một cái vòi bị đứt. Lần thứ hai ông ấy đặt tay thì một cái vòi khác bị đứt. Và đến lần thứ bảy thì cả bảy cái vòi bị đứt. Lúc đấy bà được tự do và mắt tay vào. Nhưng hãy tưởng tượng xem, nếu như bà này bà ấy dừng lại, bà ấy thấy ông cầu nguyện không thiêng, sau này chắc là ông không cầu nguyện được, không thiêng cho tôi, thế rồi bà bỏ, lần thứ hai, lần thứ ba bà bỏ thì sao? Bà ấy sẽ chết trong sự mù loà. Khi chúng ta có đức tin ấy, chúng ta có kêu cầu, kiên trì, chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta cầu nguyện cho bạn thật, sao mãi chưa được chuyện này? Đấy không phải là vấn đề của chúng ta. Có nhiều cái mắt trần của chúng ta không thể nhìn thấy được, mình không thể hiểu được tại sao, không thể hiểu được tại sao. Nhưng mình kiên trì cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết. Và đến lúc thời điểm thì chúng ta sẽ nhận được lời cầu nguyện đó được năm đời thôi. Kiên trì trong sự cầu nguyện là điều rất là quan trọng. Và chúng ta phải rất kiên trì. Nếu như ngày nay chúng ta cầu nguyện không có nhu cầu, ngày mai các cầu vẫn trong nhu cầu chưa nhận được, tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nào chúng ta nhận được. Nhưng phải đảm bảo rằng những cái nhu cầu đấy là những nhu cầu trái lẽ, không cầu nguyện để làm thỏa mãn cái tư dục của chúng ta. Chúa ban cho những cầu nguyện, xin Chúa ban cho nhiều tiền không được, Chúa sẽ hỏi lại: thế con muốn nhiều tiền để làm gì? À, con muốn nhiều tiền để lại xây một căn nhà thật lớn, làm cho tất cả mọi người biết rằng là con là nhà giàu. Thế thì Chúa sẽ không quan cho. Nhưng mà mình chúng ta không bao giờ nói với Chúa như thế đâu. Động cơ trong lòng mà nó có gì sai lệch, chúng ta không nói với Chúa như thế, mà chúng ta sẽ nói một cách khác hơn, để người ta nhìn thấy, người ta tôn vinh Chúa, thì con là con cái của Chúa được giàu có. Chúng ta dễ nói cái cách như thế. Nhưng mà trên động cơ trong lòng chúng ta phải thật trong sạch khi chúng ta cầu xin. Và Chúa là đấng có thể làm được tất cả mọi việc. Chứng dân là Chúa, từ việc đi chợ cho tới việc lớn của chúng ta, từ những nhu cầu rất chi tiết nhỏ nhặt đến nhu cầu rất lớn. Thực ra ông bà chị em, khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang trò chuyện với Chúa đấy, và làm cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa càng ngày càng thân mật hơn, càng cầu nguyện càng thân mật hơn. Ngày xưa tôi không nghĩ Chúa phán qua giấc mơ, tôi chỉ nghĩ Chúa phán qua hình thánh.
Nhưng khi mình đọc Kinh Thánh, mình biết là Chúa có phán vào giấc mơ và tôi đã áp dụng. Lạy Chúa, xin hãy phán với con bài giấc mơ, và Chúa phán với tôi rất nhiều bài giấc mơ. Có khi Chúa dạy dỗ bài giấc mơ, có khi Chúa lại nói trước về tương lai và giấc mơ. Rất là kỳ diệu của bài chuyện. Gần gũi với Chúa, tiếp tục hát cầu xin, tin cậy vào lời cầu nguyện chúng ta sẽ được nhận. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 7 nói rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho chúng ta. Hãy xin thì sẽ được, không xin thì không được, tìm thì sẽ gặp, mà không tìm thì không gặp. Trước ngày tôi lấy vợ, xong thầy cũng đi tìm, Chúa dạy phải đi tìm những con vợ. Tôi tin vào sự ban cho của Chúa. Người ta không hiểu điều rằng là mình có thể tìm cách của mình, nhưng phải tìm cách của người ta. Người này người kia bảo là thấy cô này cô ấy yêu mấy Chúa lắm, chắc là phù hợp với mục sư lắm. Cô ấy cô này cô kia yêu mấy Chúa lắm. Chúa đến từ nơi Chúa, đến từ nơi Chúa tôi sẽ biết. Còn không đến từ nơi Chúa tôi cũng sẽ biết. À. Còn tất cả những cái nỗ lực của chúng ta đều là tìm Chúa thì Chúa sẽ làm cho. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho chúng ta. Đừng thấy cửa chưa tìm mở mà chúng ta đã vội đi về. Có khi là chủ nhà đang đứng, đang đi từ nhà ra mà đi từ từ. Đi từ từ mà đến tận cửa rồi mới đang chắc tìm mở cửa thì mình sẽ về mất thì thôi. Phải rất là kiên trì, rất là kiên trì cầu nguyện với Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta cùng dậy. Chúng ta làm thời gian cầu nguyện với Chúa. Làm Chúa như bài giảng ngày hôm nay, và xin Chúa giúp cho con, dạy cho con biết về để sống cầu nguyện, cho con có một mối quan hệ mật thiết đối với Chúa. Chúng con đã cầu xin và chúng con tiếp tục trình những yêu cầu của mình cho Chúa. Ngài là đấng hay chăm sóc cho chúng con. Chúa phán là ta chẳng hề lìa ngươi, chẳng hề bỏ ngươi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa Giêsu ơi, xin Ngài hãy ban phước cho chúng con. Phước hạnh về tâm linh, phước hạnh về tinh thần, phước hạnh về sức khỏe và phước hạnh về vật chất. Chúng con không bị bệnh tật, nhưng chúng con được khỏe mạnh. Chúng con được chữa lành trong danh của Chúa Giêsu. Không một bệnh dịch nào có thể đến gần chúng con. Chúng con được sự bảo vệ từ với Chúa. Chúng con không thiếu thốn, chúng con không đi vay mượn ai hết, nhưng mà chúng con được sư dật và chúng con ban cho và chúc phước cho những người khác. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng mà chúng con tìm cầu Chúa, chúng con sẽ không thiếu bất cứ một bữa cơm gì. Chúng con cảm tạ ơn. Điều quan trọng hơn mỗi ngày chúng con cầu xin là cho chúng con biết Chúa và biết Chúa rõ hơn, biết lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài vào trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn. Nếu như có điều gì chúng con chưa hiểu, xin hãy giúp cho chúng con hiểu và giúp chúng con kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa thật nhiều để chúng con được đi cầu nguyện cho gia đình chúng con.